Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Cả Đông Nam Á giật nảy mình khi biết Trung Quốc sợ Việt Nam còn hơn cả Mỹ vì lý do bất bí mật này. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của kênh Trung Quốc hôm nay. Việt Nam và Trung Quốc vốn dĩ là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy mối quan hệ giao hảo này lại chẳng hề nên thơ trữ tình. Bởi chưa một giây phút nào, người hàng xóm sát vách lại dừng dã tâm xâm chiếm chúng ta. Người ta nói hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau. Nhưng với Trung Quốc thì có chăng chỉ trực chờ Việt Nam tối đèn tắt lửa, cho nuốt trôi cả dân tộc chúng ta mà thôi. Đặc biệt, những năm gần đây, đất nước tỷ dân này đang trên đà phát triển vượt bậc thần tốc. Chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn dưng dưng tự đắc và không ngại phô trương sức mạnh, lòng tham cũng như là dã tâm bá chủ thế giới. Trung Quốc không ngại đối đầu với ông trùm thế giới cả về kinh tế, quân sự như là Nga, Mỹ và nhưng vẫn phải e dè, chùn bước trước giải đất hình chữ S của chúng ta. Đất nước sát sườn nhỏ bé, vậy thì lý do gì? Hãy cùng với kênh Trung Quốc hôm nay đi tìm hiểu ngay trong video này hôm nay nhé! Từ xưa tới nay, nước ta đã nhiều lần bị phong kiến phương Bắc xâm lược. So với ta, Trung Quốc luôn là gã khổng lồ hung hãn tàn bạo. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay, không một triều đại nào của Trung Quốc là không đưa quân sang xâm lược nước ta. Họ đã dốc toàn lực để đánh, thậm chí còn kích động các nước lân bang, đem lực lượng phối hợp với họ để đánh. Trung Quốc không chỉ đem binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, vũ khí dồi dào và thuốc men chữa trị rất chu tất, mà còn huy động tối đa trí tuệ của các nhà thông thái vào hàng bậc nhất quốc gia để bày mưu tính kế đánh ta và với ý định thôn tính lãnh thổ hoặc ít nhất là kiểm soát chính quyền của đất nước ta. Thế nhưng điều kỳ diệu là dù cho chúng có mạnh bạo tới đâu thì kết cục tên cường hào phương Bắc vẫn chỉ là kẻ bại trận. Từ năm 1990 trở lại đây, mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc cũng đã có tiến triển hơn, nhưng vẫn còn đó những đợt sóng ngầm. Trung Quốc bành trướng ngang tàn, vẫn tham lam muốn chiếm vùng Biển Đông, nơi mà Việt Nam nắm giữ chủ quyền. Vùng biển này mang tính chiến lược. Hơn nữa, tại đây còn có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ mà chính quyền của Tập Cận Bình đang thèm khát. Căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh đó, giới truyền thông nhà nước cùng với một bộ phận người Trung Quốc ấu trĩ bằng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn cổ suý những hành động mang tính chất ngang ngược của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng. Song những người Trung Quốc hiểu biết nhận ra rằng, nếu như bây giờ Trung Quốc gây chiến với các nước láng giềng, nhất là với Việt Nam, họ sẽ gặp tai họa lớn. Nhiều nhận định cho rằng, hiện tại Trung Quốc lo ngại phải đối mặt với Việt Nam hơn là với Mỹ. Thứ nhất, trong lịch sử, Trung Quốc đã giáp mặt với Việt Nam quá nhiều lần, luôn tìm cách có thể thôn tính nước ta. Nhiều minh chứng của lịch sử đã cho thấy, mỗi thời điểm muốn thâu tóm Việt Nam thì Trung Quốc đều nhận về quả đắng. Trung Quốc hiểu hơn ai hết, quân đội Việt Nam lão luyện và vô cùng thiện chiến. Nếu như Trung Quốc phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ rơi vào cái bẫy. Cuộc chiến với Việt Nam vào năm 1979 đã cho thấy rằng Trung Quốc đã hao tiền tốn của và sinh mạng như thế nào. Chỉ riêng trong trận Lạng Sơn, mỗi tuần Trung Quốc bắn gần 200.000 quả đạn pháo, nhưng lại mất đến 4.000 đến 8.000 binh lính. Pháo Trung Quốc đã nhận định, quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện. Họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ cho đến khi chúng ta thất bại. Chúng ta không thể khinh thường họ, người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói, chúng tôi đã bước vào thời kỳ đồ nhôm. Khi mà xác máy bay Mỹ đã rơi lả tả trên đất nước Việt Nam. Vì vậy, Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây ra chiến tranh. Nếu như quan hệ của Mỹ và Trung Quốc chỉ là căng thẳng và ngang bằng, thì so với Việt Nam, cả Mỹ và Trung Quốc đều là những kẻ thua cuộc mà thôi. Thứ hai, kẻ bị cô lập. Khi mà gây hấn với Việt Nam ở thời điểm hiện tại, chẳng khác gì Trung Quốc đang đối đầu với cả thế giới. Nếu như gây ra một cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây, Mỹ cũng như là Nhật Bản. Không những thế, việc gây chiến với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc mất chỗ đứng trên trường quốc tế. Cả nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay của các nước phương Tây. Và trong công cuộc truyền thông, Trung Quốc hoàn toàn bị động.
Cuộc chiến sẽ làm cho Trung Quốc suy yếu dần. Các lực lượng thù địch sẽ thừa cơ can thiệp vào Trung Quốc. Hơn nữa, Việt Nam là đất nước mà đồi núi chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích lãnh thổ. Pháp, Mỹ, cả Trung Quốc từng nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn. Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích, nên việc sử dụng tên lửa, máy bay chiến đấu là chiến lược ngu ngốc. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sẽ không thể tiến bởi các dãy núi, vì vậy chắc chắn họ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, hao tổn về vũ lực cũng như binh lính. Điều quan trọng hơn hết, Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh, cả về kinh tế và quân sự. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, vũ khí Trung Quốc vẫn kém xa Mỹ và chưa được đánh giá cao, vì hầu hết các vũ khí của Trung Quốc vẫn đang là dựa trên các mẫu đã có của thế giới. Trong khi đó, Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới rằng, biết Mỹ đã từng mang tất cả những vũ khí mạnh và hiện đại nhất đến chiến tranh tại Việt Nam, cũng không thể thắng nổi, thì Trung Quốc làm gì có khả năng ấy? Đất nước Việt Nam nhỏ bé đã chịu nhiều đau thương, mất mát từ chiến tranh nên đã yêu chuộng tự do hòa bình hơn bao giờ hết. Nếu như nhìn lại về lịch sử, các cuộc kháng chiến chống quân Trung Quốc xem là một trong những chủ đề lớn của lịch sử Việt Nam. Ngoài những lý do đó thì chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy thăng trầm, có thắng có thua, đầy sự tự hào, xen lẫn chút xót xa từ thời cha ông ta giữ nước. Từ thời Hồng Bàng, dưới thời này có hai cuộc chiến tranh Ân Văn Lang. Cuộc chiến tranh được xem là đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào thời nhà Ân của Trung Quốc và thời Hùng Vương thứ 6 ở Việt Nam. Cuộc chiến này gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng. Cuộc chiến kết thúc với sự thất bại của quân đội nhà Ân. Chiến tranh Tần Âu Lạc, sau khi mà tiêu diệt 6 nước Sơn Đông, thống nhất Trung Quốc và lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy Hoàng tiếp tục ý định mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Nhưng đã thất bại dễ thủ lĩnh người Việt là Thục Phán. Sau này ông lấy hiệu là An Dương Vương, thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, thành lập ra nước Âu Lạc vào khoảng năm 207 trước Công Nguyên. Thời Bắc thuộc, chiến tranh Hán lĩnh Nam năm 40 năm ở Công Nguyên, Trưng Chắc và Trưng Nhị lấy đất Mê Linh làm kinh đô. Chính quyền của hai bà tuy còn sơ khai nhưng cũng là một nhà nước độc lập, tự chủ. Và tới năm 42 Công Nguyên, nhà Hán Trung Quốc do Mã Viện cầm đầu đã đưa quân sang đánh, chính quyền của hai bà Trưng đã bị thất bại, người Việt lại tiếp tục bị Trung Quốc đô hộ. Chiến tranh Đông Ngô Việt năm Mậu Thìn 248. Thấy quan lại thời Đông Ngô Trung Quốc tàn ác, dân gian khổ sở, Ba Triệu bèn bàn với Anh việc khởi binh chống lại. Ba Triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì thua. Ba Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng, nước Việt lại bị nhà Đông Ngô đô hộ đến năm 265. Chiến tranh Lương Vạn Xuân năm 541, Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa đã đánh đuổi được thứ sử Tiêu Tư nhà Lương. Sau 3 lần đánh bại quân Lương những năm kế tiếp, Lý Bí tự xưng đế, tức là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544. Chiến tranh Đường Việt khởi nghĩa Hoàng Sào năm 874 đến năm 884 đã làm cho triều đình nhà Đường rung chuyển. Khúc Thừa Dụ khi đó là hào trưởng Chu Diên được dân chúng ủng hộ và đã tiến quân ra chiếm đóng phủ tại thành Đại La, Tống Bình cũ Hà Nội tự xưng là Tiết Độ Sứ. Thời độc lập tự chủ 905 đến năm 1107, chiến tranh Nam Hán Việt. Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam, thời đó gọi là Tĩnh Hải Quân và chưa có quốc hiệu chính thức, do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả nhân dân Việt Nam giành thắng lợi, đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Chiến tranh Tống Đại Cù Việt năm 981, đây là một cuộc chiến tranh giữa Đại Tống thời Tống Thái Tông. Kết quả, quân và dân Đại Cồ Việt đã đánh bại quân đội Đại Tống. Sau cuộc chiến này, năm 986, Hoàng đế Đại Tống chấp nhận nhà Tiền Lê và ban chiếu phong cho Lê Đại Hành. Chiến tranh Tống Đại Việt. Từ năm 1075 đến năm 1077, đây là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý, nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt, đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch năm 1075 đến năm 1076. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt là một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của dân, quân và dân Đại Việt đầu thời Trần, dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông.
Trước sự tấn công của đế quốc Mông Cổ, thắng lợi quân sự của phía Đại Việt gắn liền với tên tuổi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lịch sử Việt Nam xem cuộc chiến này là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc. Bắc thuộc lần thứ tư từ năm 1407 đến năm 1427, chiến tranh Minh Đại Việt khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra trong bối cảnh rất khó khăn. Khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427 là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập cho đất nước Đại Việt và sự thành lập nhà Hậu Lê. Khởi nghĩa Lam Sơn là một tiếng vang lớn, chứng tỏ rằng nước Việt Nam là cỗ của người Việt Nam. Quân địch hung tàn nhưng không thể thắng được chính nghĩa. Mối duyên nợ của Việt Nam và Trung Quốc chưa thể dừng lại. Khi vào thời độc lập năm 1428 đến năm 1858, chiến tranh Thanh Đại Việt, trận đánh Ngọc Hồi Đống Đa hay là chiến thắng Kỳ Dậu là trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang do sự cầu viện của vua Chiêu Thống nhà Hậu Lê. Trận Ngọc Hồi Đống Đa đã khẳng định sự tồn tại của nước Đại Việt trước sự xâm lược, chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Chiến thắng này còn đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc cai quản đất Bắc Hà và trong quan hệ với nhà Thanh. Thời cận đại và hiện đại, chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc năm 1979. Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi mà Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Chiến tranh biên giới Việt-Trung bắt nguồn từ quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia. Cuộc chiến kéo dài khoảng 1 tháng với thiệt hại nặng nề về người và tài sản của cả hai phía. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc bị Việt Nam đẩy lui, hoàn thành rút quân vào ngày 18 tháng 3 năm 1979. Sau khi chiếm được các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn vùng biên giới, Việt Nam tuyên bố chiến thắng do đã đẩy lùi được quân Nam Chinh Trung Quốc. Mục tiêu của Trung Quốc buộc Việt Nam phải rút khỏi Campuchia không thành, nhưng cuộc chiến đã để lại hậu quả lâu dài. Đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước, xung đột vũ trang tại biên giới vẫn còn tiếp diễn thêm 10 năm. Hơn 30 năm sau, quan hệ ngoại giao Việt-Trung chính thức được bình thường hóa. Có thể thấy tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại. Nhưng ngược lại, tình yêu đất nước, những trang sử hào hùng của Việt Nam thì cũng ngày một nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của kênh Tin Mới 24 giờ.